thì bệnh lý u trung thật thì nếu mà tính trong cộng đồng thì nó ít gặp thôi, nhưng mà ở các cái trung tâm lớn chẳng hạn như ở bệnh viện Bạch Mai thì là một cái bệnh lý khá thường gặp. Và ở khoa phẫu thuật lồng ngực chúng tôi thì hầu như tuần nào cũng có 2 đến 3 ca phẫu thuật cái bệnh lý này. Sau đây thì một số cái kinh nghiệm trong quá trình điều trị thì cũng chia sẻ với các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Thì đầu tiên thì trung thất thì người ta chia định khu làm 4 phần. Thì các loại u trung thất tùy ở mỗi cái vị trí thì có những cái đặc trưng riêng về các cái bệnh lý, về giải phẫu bệnh cũng như là các cái triệu chứng. Và vấn đề mà chia trung thất thành các cái khoang khác nhau thì là có giá trị trong cái chẩn đoán định khu. Trung thất trên thì nằm trên cái khoảng khớp phía trên của cái khớp Lewis và cột sống 4 năm trở lên. Thì cái này thì chứa tuyến nước khí quản và các mạch máu lớn của tim, như là qua động mạch chủ và các nhánh và thân động mạch phổi, tĩnh mạch chủ trên và dây thần kinh 10 thần kinh hoành. Trung thất trước thì nằm ở phía trước của tim và sau xương ức. Thì đây là một cái khoang hẹp và thường chỉ có một cái tổ chức liên kết và một số hạch bạch huyết. Trung thất giữa là chứa tim và màng ngoài tim. Trung thất sau thì chứa phía năm của phía sau tim và trước cột sống thì chứa động mạch chủ, hệ tĩnh mạch đơn, ống ngực, dây thần kinh người và chuỗi hạch giao cảm. Thì đây là cái sơ đồ của giải phẫu trung thất trên, trước, giữa và trung thất sau. Thế còn u trung thất, khái niệm u trung thất ấy, thì là một khái niệm tương đối là rộng, và ở trong cái khái niệm hôm nay được trình bày ấy, tức là những cái u mà có xuất phát, tức là nguyên phát ở trong khoang trung thất. Thế thì u trung thất thì chủ yếu gặp nhiều nhất là ở cái khoang trung thất trước, chiếm đến 50-60%, bao gồm các cái u tuyến nước, u tế bào mầm, u lympho, u nang và các cái biểu giáp thông xuống trung thất. Và trung thất giữa thì chiếm khoảng 18-23%, gồm các loại u nang như nang màng tim, nang phế quản, nang thực quản, có thể gặp u lympho hoặc là các loại bệnh u hạt của hạch như sarcoido hoặc là lao hạch, hoặc là các cái u tính, u ác tính của trung mô. Và u trung thất sau thì chiếm khoảng 23-27%, và đa phần là các cái loại u thần kinh. Đây là cái hình ảnh mô tả với các cái vị trí thường gặp của các khối u trước, giữa, trung sau. Về lâm sàng ấy, thực tế thì nếu mà ở cái giai đoạn sớm thì hầu như là không có triệu chứng, hoặc là những cái triệu chứng rất là mơ hồ và dễ bị bỏ qua, chẳng hạn như là ho, hơi tức ngực, hơi đau ngực thôi, không có gì đặc biệt. Mà thường là bệnh nhân ở cái giai đoạn này ấy, chỉ phát hiện lúc mà đi khám sức khỏe định kỳ thôi, tức là vì một cái bệnh gì đấy, hoặc là ho lâu ngày quá, hoặc đau ngực lâu ngày quá đi chụp thì mới phát hiện ra, chứ không có cái triệu chứng gì mà gọi là điển hình và đặc trưng của bệnh lý u trung thất cả. Còn giai đoạn muộn, tức là giai đoạn khi mà khối u đã lớn về kích thước và bắt đầu xâm lấn các cái cơ quan xung quanh, thì bắt đầu có các cái biểu hiện của các cái vấn đề gọi là triệu chứng mượn. Triệu chứng mượn tức là biểu hiện thông qua các cái dấu hiệu của các cái cơ quan khác. Chẳng hạn toàn thân thì bệnh nhân có thể mệt mỏi, gây sút hoặc là sốt do khối u chèn ép, hoặc là gây bởi nhiễm đường hô hấp, hoặc là hoại tử trong khối u gây nhiễm trùng, gây sốt, hoặc là một số bệnh lý mà có thể gặp yếu cơ nhược cơ, tức là sụt mi mắt, hoặc yếu tay yếu chân, hoặc là thậm chí là khó nuốt, yếu mỏi cả tay chân. Đấy, chẳng hạn như là một số trường hợp mà u tuyến ức có kèm theo bệnh nhược cơ, hoặc là bệnh nhân có biểu hiện ho khó thở do chèn ép đường thở, hoặc là nuốt nghẹn do chèn ép vào thực quản, hoặc các cái dấu hiệu của chèn ép đàm đồi giao cảm cổ như là hội chứng Klovena-Hockney, hoặc là khan tiếng do u thần kinh vào u chèn ép vào dây thần kinh quản ngược, thường là những khối u này thì đã xâm lấn vào qua được một chủ, hoặc là chèn vào cơ hoành gây nấc, hoặc là các cái rối loạn về nhịp thở, tăng huyết áp hoặc tăng tiết nước bọt cho chèn ép thần kinh 10, hoặc là đau ngực cho chèn ép thần kinh liên sườn, hoặc là có cái hội chứng của đàm đồi thần kinh tay, một triệu chứng ở trong hội chứng Pancoutovias. Giai đoạn muộn hơn thì có thể u xâm lấn các cái mạch máu ở trong vùng ngực, xâm lấn tĩnh mạch chủ trên, gây phù áo khoác và gây ra các cái tuần hoàn bằng hệ vùng ngực, hoặc là chèn ép tĩnh mạch chủ dưới gây các cái biểu hiện của ứ máu tại gan, hoặc là chèn ép ống ngực và gây thoát các cái dịch
của dưỡng chấp ra màng phổi, tràn dưỡng cấp màng phổi. Hoặc là một số trường hợp thì u có thể ăn ra thành ngực và gây phù nề và sưng phồng hoặc là chảy dịch ra phía ngoài thành ngực. Đây là một số cái hình ảnh cái biểu hiện của u. Đây là có thể là hình ảnh sụn mi, hình ảnh tuần hoàn bằng hệ ở vùng trước ngực, và đây là cái khối u trung thất mà đã xâm lấn vào cái tinh mạch chủ trên còn rất là nhỏ. Đây biểu hiện của phù áo khoác. Đấy. Là cổ thì bệnh ra, tím môi và nhiều tuần hoàn bằng hệ trước ngực, tích mạch cổ thì nổi. Đây là những cái biểu hiện của phù áo khoác. Thế thì về cần lâm sàng, cái mà thăm dò đầu tiên được chỉ định, và hầu như là tất cả các cái thăm dò để khám sức khỏe đều chỉ định là chụp X quang ngực. Thì đây là một cái phương pháp đơn giản dễ thực hiện mà có thể bệnh viện tuyến cơ sở cũng có thể làm được. Tuy nhiên thì cái này hạn chế là nó có thể bỏ sót những cái khối u nhỏ ở vị trí mà dễ bị che khuất bởi tim cơ hoành hoặc là bóng mờ của trung thất. Như trên quang đây một số trường hợp điển hình thì các anh chị có thể thấy là khối u rất là điển hình đấy rồi, để tương ứng với trên chụp cắt lớp đây. Hoặc là những cái này hình ảnh trung thất nó rộng ra. Đấy. Hoặc là một số cái hình ảnh rất là khó phải để ý kỹ lắm thì mới nhìn ra, nếu mà nhìn qua có thể bỏ sót, chẳng hạn như khối u ở đây trên quang đây. Thực chất là có một cái khối u phía sau trung thất sau nhưng mà bị rốn phổi nó che khuất, nên là chụp X quang thì trước sau thì không nhìn thấy, nếu mà chụp X quang ngược nghiêng có thể nhìn thấy ở đây. Hoặc như trường hợp này khối u mà nó bị bóng tím nó che khuất, nếu mà nhìn kỹ thì mới nhìn thấy được, còn nếu mà nhìn bỏ qua thì không thấy được cái khối u này. Đó là cái X quang, tức là những trường hợp mà u ở cái vị trí dễ phát hiện hoặc là kích thước u lớn thì mới phát hiện được X quang thôi. Thì vẫn còn là một cái hướng dẫn kinh điển, tức là nếu mà trường hợp bệnh nhân khám sức khỏe thông thường, không có cái điều kiện gì đặc biệt, nhưng mà triệu chứng các cái triệu chứng ở ngực chẳng hạn ho, đau ngực, tức ngực, khó thở kéo dài thì vẫn nên hẹn tái khám, thường là sau một tháng, và lúc đấy thì cho chụp cắt lớp để mà phát hiện những cái vị trí mà u không nhìn thấy được. Mà nhiều khi nếu mà mình giải thích bệnh nhân quá chắc chắn thì người ta sang một cái cơ sở khác mà phát hiện ra thì có thể sau đấy người ta lại quay lại, người ta lại nói mình là không phải nhận ra bệnh. Và một cái thăm dò rất có giá trị và chỉ định ở hầu hết tất cả các cái bệnh lý u trung thất là chụp CT ngực có cản quang. Thì CT ngực có cản quang thì xác định được cái vị trí của khối u, mức độ chèn ép, mức độ xâm lấn và gợi ý bản chất, tính chất lành tính, chất ác tính, hoặc là dự báo nguồn vóc phát sinh và định hướng cái phương pháp điều trị. Chẳng hạn như đây một số cái hình ảnh trên đây thì anh chị có thể thấy đây là một cái khối u giằng nang thành mỏng và dịch đông nhất này, thông thường là gợi ý đến một cái kén phế quản, kén trung thất, thông thường là nang phế quản, cái bronchogenic. Hoặc là cái vị trí u trung thất trước ranh giới rõ, thì u trung thất trước cái này thì thông thường là gợi ý là một cái khối u tuyến ức. Hoặc là một hình ảnh này, khối u rất lớn, xâm lấn rộng và bao quanh các cái mạch máu, bờ thì thùy múi. Cái này thì thông thường gợi ý đến một cái terato, một cái u lympho. Và tính chất vôi hóa cũng có thể gợi ý cái bản chất. Chẳng hạn như là đây là một hình ảnh khối u mà có vôi hóa ở viên, ranh giới rất rõ, thông thường là tính chất lành tính. Còn hình ảnh khác, khối u rất to, không đồng nhất và vôi hóa trung tâm nhưng mà lệch tâm, thì thường là gợi ý một cái khối u ác tính. Đây là một số cái hình ảnh mà mình có thể định hướng được. Chẳng hạn như là những khối u này định hướng điều trị, tức là nếu mà khối u này mình có thể xác định được mức độ xâm lấn mà có thể chỉ định được phẫu thuật hay không, hoặc là cần phải sinh thiết trước mổ hay không sinh thiết trước mổ. Tuy nhiên thì cũng cần phải phân biệt trong một số trường hợp, chẳng hạn như đây, nếu mà nhìn qua này thì mới học xong bài X quang này có khi là đây chẩn đoán là u trung thất. Đấy. Nhưng mà thực chất thì đây không phải là u trung thất mà là một cái khối giả phình của quai động mạch chủ. Đấy. Nên là tất cả các cái lúc này tôi cũng nhấn mạnh là phải chụp CT ngực và có cản quang. Còn nếu mà trường hợp này, kể cả trường hợp này nếu mà chụp không cản quang thì cái khối này cũng không thể xác định được bản chất là nó nằm ở trung thất hay là cái phình của cái mạch máu lớn ở trong ngực. Nên là tất cả trường hợp đều nên chụp CT ngực, nếu mà chẩn đoán u trung thất phải chụp CT ngực có cản quang. Một cái thăm dò khác là chụp MRI lồng ngực thì thông thường ấy, thì sẽ chỉ định để mà xác định các cái tổn thương ở khối u vùng trung thất sau,
đấy là khối u thần kinh mà thông thường thì có liên quan với tủy sống, là khối u dumbbell thì có hình chùy, nên mọi người nhìn thấy nó có hai phần, một phần hình chùy, thông thường cái phần lớn hơn thì nó sẽ nằm ở trong ngực, và phần nhỏ hơn nó nằm chui ở trong ống sống. Đây, và một phần đây qua cái khe liên hợp nó chui vào trong ống sống. Đấy, nó như đây, nó chèn ép vào tủy sống đây. Thông thường những biểu hiện này bệnh nhân không phải, thông thường không phải đi khám với những cái triệu chứng ở lồng ngực, mà là triệu chứng của liệt tứ chi, liệt hoặc yếu tứ chi, hoặc là liệt hai chân, tùy vào vị trí mà khối u chèn ép vào tủy sống. Thế thì MRI thì sẽ cho phân biệt được cái này. Dumbbell tức là hình chùy, tức là những cái giống như cái tà tái này, hai phần hai đầu như này, ở giữa nó eo thắt lại. Thế thì một số các cái thăm dò khác để mà đánh giá cái mức độ xâm lấn, hoặc là để loại trừ các cái bệnh lý mà có biểu hiện giống u trung thất, chẳng hạn như nội soi phế quản thì có thể đánh giá được cái mức độ thông thoáng của phế quản, nếu mà có u chèn ép vào đường thở thì có thể phát hiện ra, hoặc là nội soi thực quản dạ dày, hoặc là những cái xét nghiệm đánh giá cái mức độ toàn thân của bệnh nhân, chẳng hạn siêu tim, điện tim, đo chức năng hô hấp vân vân, để mà quyết định phẫu thuật, hoặc là cũng có thể chụp PET CT để đánh giá cái mức độ di căn xa của khối u. Thế thì về chỉ định phẫu thuật ấy, thì khẳng định là hầu hết các cái khối u trung thất là đều có chỉ định phẫu thuật, chỉ ngoại trừ một số trường hợp, chẳng hạn như là khối u không thể phẫu thuật được nữa. Không thể phẫu thuật được thì có hai tình huống: một là u nó xâm lấn rộng rồi, ăn vào tim, ăn vào phổi, ăn vào qua động mạch chủ, là không còn khả năng để cắt bỏ bằng phẫu thuật nữa, hoặc là tình trạng toàn thân của bệnh nhân quá nặng, không đủ khả năng để phẫu thuật, hoặc là trường hợp u lympho thì cũng không có chỉ định phẫu thuật, hoặc là u đã di căn xa, không còn chỉ định điều trị triệt căn nữa. Đấy, thì những cái ngoại trừ đấy, còn lại hầu hết các bệnh lý u trung thất là đều có chỉ định phẫu thuật. Thế thì theo lịch sử thì các cái phương pháp phẫu thuật u trung thất cũng có sự thay đổi. Ngày xưa thì người ta tiếp cận bằng cách mổ mở, tức là mở xương ức hoặc mở ngược bên. Đây là hình ảnh của một cái khối u mà được mở ngực, đây là khối u trung thất mà mở xương ức, tức là đường mở rất là rộng. Và gần đây thì là mổ nội soi nhiều cổng, tức là multi-port, tức là có thể 2 hoặc 3 lỗ trên lồng ngực. Và một tiến bộ gần đây nữa là phẫu thuật một cổng, tức là chỉ tất cả chỉ một đường vào thôi, người ta để giải quyết các cái khối u trung thất. Thì một tiến bộ nữa mà cũng mới được áp dụng đến thế giới là cái phẫu thuật robot, thì cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Thế thì ở bệnh viện Bạch Mai thì một số kinh nghiệm, thì đầu tiên là về giới thiệu về khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu thì thành lập từ tháng 10 năm 2018, và hiện tại thì hàng năm phẫu thuật trên dưới 1.000 ca, bao gồm các bệnh lý ung thất, u phổi, bệnh lý tuyến vú, tuyến giáp, động mạch chủ, động mạch máu ngoài vi. Và cái bệnh lý trung thất thì là một cái phẫu thuật thường quy tại bệnh viện, và từ lúc thành lập đến nay thì phẫu thuật cho khoảng hơn 200 ca u trung thất. Thì một số cái kinh nghiệm mà điều trị bệnh lý này ở bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi nhận thấy có một số kinh nghiệm, tức là chụp CT ngực có cản quang là cái thăm dò cần thiết cho tất cả các bệnh nhân u trung thất. Còn về vấn đề sinh thiết trước mổ thì cũng không phải tất cả đều cần phải sinh thiết, mà chỉ sinh thiết khi mà hình ảnh có trên các lớp nghi ngờ u lympho, hoặc là trường hợp mà khối u mà tiên lượng không thể phẫu thuật được nữa thì mình sinh thiết, tức là bây giờ hiện có biện pháp tức là sinh thiết xuyên thành ngực để mà lấy mẫu bệnh phẩm để mà định tiếp mô bệnh học để phục vụ cho điều trị hóa chất trả dị thôi. Cho còn lại những trường hợp khác mà nếu mà tiên lượng phẫu thuật được thì cắt gọn u và gửi ra vô bệnh sau mổ thôi, chứ không cần phải chỉ định sinh thiết trước mổ, là một cái thăm dò xâm lấn mà nhiều khi chính cái động tác đấy nó làm tăng cái nguy cơ của bệnh nhân mà không cần thiết. Và tùy cái tình trạng bệnh nhân, tình trạng của khối u, mức độ xâm lấn thì mình sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp. Tất nhiên là cũng không quá máy móc về mặt chỉ định, chẳng hạn như mình cố để làm nội soi hay là không làm nội soi được thì đành phải mổ mở, mà mình lựa chọn tức là phù hợp với bệnh nhân, với mục tiêu an toàn và giải quyết được bệnh lý là điều quan trọng nhất. Thế thì phẫu thuật nội soi thì thường chỉ định cho trường hợp có u có tính chất lành tính, đây là trên chụp cắt lớp đấy, khối u về ranh giới xung quanh rõ rồi, có bơ đều rồi, không có xâm lấn xung quanh, hoặc là các cái khối u giằng nang. Và thông thường mổ mở thì chỉ định cho các khối u lớn có xâm lấn, tăng sinh mạch và cần các
cái vị trí u định định khu cái vị trí u ở trên trục các lớp để mà lựa chọn hướng tiếp cận, tức là mở ngực hay là mở ngực bên hay là mở xương ức. Thế thì trong cái phẫu thuật lồng ngực ấy, thì nó khác với phẫu thuật ổ bụng. Tức là phẫu thuật lồng ổ bụng thì có thể kéo dài đường mổ khi cần thiết, nhưng mà phẫu thuật lồng ngực thì nếu mà trường hợp lựa chọn mở xương ức hoặc mở ngực là mình sẽ cố định vào cái đường mổ đấy, không thể kéo dài được nữa. Hoặc là kể cả trường hợp mà lựa chọn cái khoang liên sườn thì khối u nếu mà mình vào nhầm khoang liên sườn là cái việc mà phẫu thuật rất là khó khăn, mà mình không thể thay đổi được, không thể kéo dài khoang liên sườn, mà nếu mà cắt cái xương sườn đi thì làm cho cái tình trạng bệnh nhân nó nặng lên. Nên là mình tùy cái vị trí khối u để mình lựa chọn cái hướng tiếp cận, mà nếu mà hướng tiếp cận đúng là quyết định được 50% cái thành công của cuộc mổ rồi. Thế thì một nguyên tắc nữa các thầy vẫn nói là chuẩn bị tối đa làm tối thiểu, tức là tất cả cái khối u trung thất dù to dù lớn, tất nhiên là đặc biệt những trường hợp u phức tạp thì phải phối hợp với bác sĩ gây mê để mà chuẩn bị đầy đủ, chẳng hạn như là ven tĩnh mạch trung ương rồi đường truyền lớn, huyết áp động mạch xâm lấn, hoặc là chuẩn bị các cái phương tiện vật lực để mà dự báo cho cái tình huống mà có thể xảy ra biến chứng, dự trù máu rồi dự trù dịch truyền các thứ là một điều rất quan trọng. Hoặc là những trường hợp mà nhược cơ mà liên quan đến khối u tuyến ức thì phải chuẩn bị để mà có thể dự phòng cái trường hợp mà phải lọc máu về sau. Đấy, thì một cái rất quan trọng đấy là phối hợp đa chuyên khoa ở trong điều lý cái bệnh lý u trung thất, đặc biệt là bệnh u trung thất lớn, chẳng hạn như bác sĩ của phẫu thuật lồng ngực, bác sĩ gây mê, bác sĩ ung biếu, bác sĩ chuẩn hình ảnh. Một số trường hợp thì có thể phải hóa chất xạ trị trước, hoặc là một số trường hợp mà u tăng sinh mạch thì cần phải phối hợp chẩn đoán hình ảnh để mà nút mạch trước khi mà phẫu thuật, thì phối hợp đa chuyên khoa là mang lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân.